chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở chương trình sinh học lớp 12, phần sinh thái học, bài 39, biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các nội dung sau đây. Thứ nhất là khái niệm biến động số lượng cá thể, biến động theo chu kỳ và biến động không theo chu kỳ. Phần 2 la mã chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể, sự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể và trạng thái cân bằng của quần thể. Một la mã biến động số lượng cá thể. Biến động số lượng cá thể của quần thể là sự tăng hay giảm số lượng cá thể. Có hai kiểu biến động số lượng cá thể là biến động theo chu kỳ và biến động không theo chu kỳ. Trước hết là biến động theo chu kỳ. Biến động số lượng cá thể của quần thể theo chu kỳ là biến động xảy ra do những thay đổi có chu kỳ của điều kiện môi trường. Biến động số lượng cá thể của quần thể theo chu kỳ là biến động xảy ra do những thay đổi có tính chu kỳ của điều kiện môi trường. Trên hình 39.1a, ta thấy là mèo rừng đang săn bắt thỏ, hay nói cách khác, mèo rừng là động vật ăn thịt, còn thỏ chính là con mồi của mèo rừng. Ở hình B, đồ thị mô tả sự biến động số lượng cá thể thỏ và mèo rừng Canada theo chu kỳ từ 9 đến 10 năm. Trên hình này, chúng ta lưu ý đồ thị mô tả số lượng thỏ là đường màu xanh liên tục, còn đồ thị mô tả số lượng cá thể mèo rừng là đường màu đỏ đứt quãng nè các bạn. Và chúng ta cũng có thể thấy được là kích thước của quần thể thỏ thì lớn hơn so với kích thước của quần thể mèo rừng. Chúng ta để ý là cái trục tung bên tay trái này các bạn là mô tả số lượng cá thể thỏ là theo các cái mức là 40, 80, 120, 160 nghìn con. Trong khi trục tung bên tay phải là mô tả số lượng cá thể mèo rừng thì ở có các cái mức là 0 cho đến 3.000 con, đến 6 đến 9.000 con đó các bạn. Kích thước của quần thể mèo rừng là rất nhỏ hơn so với kích thước của quần thể thỏ nha các bạn. Kích thước tối đa của quần thể thỏ là khoảng là 150.000 con, trong khi kích thước tối đa của quần thể mèo rừng là khoảng 7 hoặc 8.000 con thôi. Và chúng ta cũng rút ra một kết luận là thông thường trong tự nhiên thì kích thước của quần thể con mồi thông thường sẽ lớn hơn so với kích thước của loài động vật ăn thịt nó. Điều này giúp đảm bảo cho quần xã sinh vật tồn tại một cách ổn định. Hay nói cách khác là thức ăn, nguồn thức ăn là con mồi thì luôn luôn dư đủ để cung cấp cho động vật ăn thịt nó. Trên hình B, chúng ta thấy rõ ràng sự biến động số lượng cá thể thỏ và mèo rừng diễn ra theo chu kỳ rất là gần giống nhau. Chúng ta thấy khi thỏ tăng lên thì mèo cũng sẽ tăng theo. Nhưng khi mèo tăng lên, nhất là đến giai đoạn tăng tối đa như thế này, thì thỏ lại giảm. Và khi mà thỏ giảm thì chúng ta thấy là mèo rừng cũng giảm theo ở đây các bạn. Khi chúng ta thấy mèo rừng mà giảm đến mức tối thiểu thì thỏ lại có điều kiện tăng lên. Chúng ta hoàn toàn có thể liệt kê ra được mối quan hệ giữa số lượng thỏ và mèo rừng. Ta thấy nếu như thỏ tăng thì dẫn đến mèo rừng cũng tăng theo. Nhưng khi mèo rừng tăng, đặc biệt là khi mà tăng lên quá nhiều, thì số lượng thỏ lại giảm xuống. Và khi số lượng thỏ giảm, nguồn thức ăn cạn kiệt, thì số lượng mèo rừng lại giảm theo. Rồi khi mà mèo rừng giảm xuống đến mức tối thiểu, thì không có loài khống chế nó, cho nên là thỏ nó sẽ có điều kiện để tăng số lượng lên. Và rõ ràng chúng ta thấy số lượng thỏ thì có ảnh hưởng đến số lượng mèo rừng. Ảnh hưởng theo kiểu là tỷ lệ thuận đúng không các bạn? Khi thỏ tăng thì mèo tăng, khi thỏ giảm thì mèo giảm. Ảnh hưởng theo kiểu tỷ lệ thuận. Sở dĩ như vậy là bởi vì thỏ chính là thức ăn của mèo rừng.
nên nó có cái mối quan hệ về tỷ lệ thuận. Và chúng ta có thể thấy số lượng mèo rừng thì cũng có ảnh hưởng tới số lượng thỏ. Khi mèo tăng thì thỏ giảm. Khi mèo giảm thì thỏ lại tăng. Như vậy mối liên hệ ở đây ta thấy chính là tỷ lệ nghịch, đúng không các bạn? Sở dĩ mà số lượng mèo thì có thể ảnh hưởng tỷ lệ nghịch với số lượng thỏ là bởi vì mèo chính là động vật ăn thịt. Vì mèo là động vật ăn thịt thỏ cho nên nó có vai trò là khống chế số lượng thỏ. Như vậy, cô vừa phân tích cho các bạn sự biến động số lượng thỏ và mèo rừng Canada theo chu kỳ, và nguyên nhân chính dẫn đến sự biến động theo chu kỳ này là do nhân tố sinh thái hữu sinh, chính là mối quan hệ giữa động vật ăn thịt với con mồi của nó. Ngoài ví dụ về sự biến động theo chu kỳ nhiều năm của thỏ và mèo rừng Canada, thì chúng ta thấy còn có một số các ví dụ biến động theo chu kỳ nhiều năm nữa, như là ở đồng rêu phương Bắc thì theo chu kỳ từ 3 đến 4 năm một lần, số lượng cáo lại tăng lên gấp 100 lần và sau đó lại giảm đúng theo chu kỳ biến động của chuột lemur là con mồi chủ yếu của cáo. Đây cũng là một ví dụ về biến động theo chu kỳ nhiều năm. Ví dụ nữa là cá cơm ở vùng biển Peru thì có chu kỳ biến động khoảng từ 10 đến 12 năm khi có dòng nước nóng chảy về làm cá chết hàng loạt. Như vậy yếu tố gây ra biến động số lượng cá cơm chính là yếu tố về nhiệt độ của dòng nước đó các bạn. Như vậy ba ví dụ ở đây chính là số lượng cá thể thỏ và mèo rừng Canada thì biến động theo chu kỳ nhiều năm, 9 đến 10 năm. Cáo và chuột lemur thì biến động theo chu kỳ nhiều năm là 3 đến 4 năm. Cá cơm vùng biển Peru thì cũng biến động theo chu kỳ nhiều năm, ở đây là từ 10 đến 12 năm. Còn có một kiểu biến động theo chu kỳ nữa, không phải là theo chu kỳ nhiều năm, mà là theo chu kỳ mùa đó các bạn. Kiểu biến động theo chu kỳ thứ hai là biến động theo chu kỳ mùa. Ví dụ như ở Việt Nam, vào mùa xuân hay mùa hè thì có khí hậu ấm áp, sâu hại sẽ xuất hiện nhiều. Tức là liên quan tới nhiệt độ, độ ẩm đó các bạn. Hoặc là chim cu gáy là loài chim ăn hạt thì thường xuất hiện nhiều vào thời gian thu hoạch lúa ngô hàng năm. Còn muỗi thì thường có nhiều khi thời tiết ấm áp và độ ẩm cao. Hay là ếch nhái thì có nhiều vào mùa mưa, liên quan đến độ ẩm đó các bạn. Như vậy tóm lại là biến động theo chu kỳ là sự thay đổi tăng giảm số lượng cá thể theo sự biến động có tính chu kỳ của điều kiện môi trường, và gồm có hai kiểu là biến động theo chu kỳ nhiều năm hay là biến động theo chu kỳ mùa. Chúng ta sang phần 2 nhỏ, biến động không theo chu kỳ. Biến động số lượng cá thể của quần thể không theo chu kỳ là biến động mà số lượng cá thể của quần thể tăng hoặc giảm một cách đột ngột do điều kiện bất thường của thời tiết như lũ lụt, bão, cháy rừng hay là dịch bệnh vân vân, hoặc là có thể do hoạt động khai thác tài nguyên quá mức của con người gây nên. Biến động không theo chu kỳ là sự tăng hay giảm một cách đột ngột số lượng cá thể do các cái sự kiện bất thường của thời tiết như lũ lụt, bão, cháy rừng, đặc biệt là dịch bệnh, hoặc là do hoạt động khai thác tài nguyên quá mức của con người. Ở miền Bắc Việt Nam, số lượng bò sát và ếch nhái giảm vào những năm có mùa đông giá rét, nhiệt độ xuống dưới 8 độ C. Số lượng bò sát, chim nhỏ, thú thuộc bộ gặm nhấm thường giảm mạnh sau những trận lụt ở miền Bắc và miền Trung nước ta. Rừng tràm U Minh Thượng bị cháy vào tháng 3 năm 2002, đã xua đuổi và giết chết rất nhiều loài sinh vật rừng. Hình 39.2 mô tả sự biến động số lượng cá thể thỏ không theo chu kỳ ở Australia vì thỏ bị bệnh u nhầy do nhiễm virus. Do bị nhiễm virus gây bệnh u nhầy mà số lượng cá thể thỏ ở Australia thì giảm không theo một chu kỳ nào cả, đúng không các bạn? Chúng ta nhớ là thỏ ở Canada, hồi nãy chúng ta tìm hiểu thì là biến động theo chu kỳ, còn thỏ ở Australia trên hình 39.2 này thì là biến động không theo chu kỳ. Và chúng ta thấy là virus là một cái tác nhân gây ra dịch bệnh mà có thể dẫn đến sự biến động số lượng cá thể không theo chu kỳ
rất là phổ biến hiện nay ha các bạn. Chúng ta đang ở mùa dịch cúm corona viêm đường hô hấp cấp. Chúng ta thấy chỉ khoảng trong một thời gian ngắn thôi thì số lượng người bị tử vong do virus nCoV-19 đã tăng lên rất là lớn. Hiện tại là ngày 26 tháng 2 năm 2020. Hiện tại vào lúc 17 giờ ngày 26 tháng 2 năm 2020 thì số lượng ca tử vong do virus nCoV-19 đã lên đến 2.769 người. Và trong đó là ở Trung Quốc là có đến 2.715 người. Như vậy là số lượng người bị tử vong do virus gây ra là rất lớn các bạn. Và khi có dịch bệnh, nhất là virus cúm hay virus gây viêm đường hô hấp, thì chúng ta cần phải có những cái biện pháp bảo vệ để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng ha các bạn. Chúng ta sang phần 2 là mã nguyên nhân gây ra biến động và sự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể. Một nhỏ nguyên nhân gây ra biến động số lượng cá thể của quần thể. Có thể chia các nguyên nhân gây ra biến động số lượng cá thể của quần thể thành hai nhóm: nguyên nhân do thay đổi của các nhân tố sinh thái vô sinh và nguyên nhân do thay đổi của các nhân tố sinh thái hữu sinh. Thứ nhất là do thay đổi của các nhân tố sinh thái vô sinh. Các nhân tố sinh thái vô sinh không bị chi phối bởi mật độ cá thể của quần thể, nên gọi là nhân tố không phụ thuộc vào mật độ của quần thể. Như vậy chúng ta lưu ý là nhân tố sinh thái vô sinh thì còn gọi là nhân tố không phụ thuộc vào mật độ của quần thể. Trong số những nhân tố sinh thái vô sinh thì nhân tố khí hậu có ảnh hưởng thường xuyên và rõ rệt nhất. Khi nhiệt độ không khí xuống quá thấp thì là nguyên nhân gây chết của nhiều loài động vật, nhất là những loài động vật biến nhiệt như ếch nhái hay bò sát. Sự thay đổi của những nhân tố sinh thái vô sinh ảnh hưởng tới trạng thái sinh lý của các cá thể. Sống trong điều kiện tự nhiên không thuận lợi thì sức sinh sản của các cá thể giảm, khả năng thụ tinh kém và sức sống của con non thấp. Tiếp theo là do sự thay đổi của các nhân tố sinh thái hữu sinh. Các nhân tố sinh thái hữu sinh bị chi phối bởi mật độ cá thể của quần thể nên được gọi là nhân tố phụ thuộc mật độ quần thể. Như vậy chúng ta lưu ý là nhân tố sinh thái hữu sinh thì còn gọi là nhân tố phụ thuộc mật độ của quần thể. Sự cạnh tranh giữa các cá thể trong cùng một đàn, hay là số lượng kẻ thù ăn thịt, hay sức sinh sản và mức độ tử vong, hay sự phát tán của các cá thể trong quần thể v.v. có ảnh hưởng rất lớn tới sự biến động số lượng cá thể của quần thể. Ở chim, sự cạnh tranh nơi làm tổ ảnh hưởng tới khả năng sinh sản và nở trứng. Những loài động vật ít có khả năng bảo vệ vùng sống như cá, hươu, nai, v.v. thì khả năng sống sót của con non phụ thuộc rất nhiều vào số lượng kẻ thù ăn thịt. Đối với những loài có khả năng bảo vệ vùng sống như nhiều loài thú ăn thịt, hổ, báo, v.v. thì khả năng cạnh tranh để bảo vệ vùng sống có ảnh hưởng lớn tới số lượng cá thể trong quần thể. Như vậy trong phần này chúng ta lưu ý là có hai nguyên nhân ảnh hưởng tới sự biến động số lượng cá thể của quần thể. Thứ nhất là ảnh hưởng của nhân tố sinh thái vô sinh, là nhân tố không phụ thuộc mật độ quần thể. Đó là những cái yếu tố vật lý hóa học trong môi trường như là nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng v.v. Thứ hai là do ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái hữu sinh, còn gọi là nhân tố phụ thuộc mật độ của quần thể. Đó chính là ảnh hưởng của sinh vật và mối quan hệ giữa các sinh vật. Trong đó chúng ta lưu ý là có mối quan hệ động vật ăn thịt với con mồi, sinh vật ký sinh và vật chủ của nó, hoặc là sự cạnh tranh cùng loài hay là cạnh tranh khác loài cũng có ảnh hưởng tới sự biến động số lượng cá thể của quần thể. Để tìm hiểu rõ hơn về nguyên nhân gây ra biến động số lượng cá thể của quần thể, chúng ta hãy quay lại các ví dụ ở phần 1 la mã. Chúng ta thử xác định lại các ví dụ phần 1 la mã thì ví dụ nào thì chịu ảnh hưởng bởi nhân tố sinh thái hữu sinh và ví dụ nào thì chịu ảnh hưởng bởi nhân tố sinh thái vô sinh. Ví dụ số 1, ví dụ số 2 thể hiện mối quan hệ giữa động vật ăn thịt và con mồi, cũng như là ví dụ số 7, tức là nói về mối quan hệ giữa sinh vật ký sinh là virus và vật chủ của nó. Như vậy là ví dụ 1, ví dụ 2, ví dụ 7 là những cái kiểu biến động do nguyên nhân là sự thay đổi của các cái nhân tố sinh thái hữu sinh. Còn các ví dụ 3, 4, 5, 6, 8
thì nguyên nhân gây ra sự biến động số lượng là các nhân tố sinh thái vô sinh. Chúng ta sang phần 2 nhỏ, sự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể. Quần thể sống trong một môi trường xác định luôn có xu hướng tự điều chỉnh số lượng cá thể bằng cách hoặc làm giảm số lượng cá thể hoặc kích thích làm cho số lượng cá thể của quần thể tăng cao. Trong điều kiện môi trường thuận lợi như có nguồn thức ăn dồi dào, ít kẻ thù, v.v. thì sức sinh sản của quần thể tăng lên và mức độ tử vong giảm, nhập cư cũng có thể tăng, do đó số lượng cá thể của quần thể tăng lên nhanh chóng. Số lượng cá thể trong quần thể tăng lên cao sau một thời gian thì nguồn thức ăn trở nên thiếu hụt, nơi sống chật chội, dẫn đến cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể thì làm cho mức tử vong tăng và sức sinh sản giảm. Đồng thời xuất cư cũng có thể tăng cao. Số lượng cá thể của quần thể lại được điều chỉnh giảm xuống. Cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể dẫn đến hiện tượng tự tỉa thưa ở thực vật và hiện tượng động vật cùng loài ăn thịt lẫn nhau. Như vậy, chúng ta thấy sự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể là thông qua 4 cái nhân tố ảnh hưởng đến kích thước của quần thể. Đó chính là mức sinh sản, mức tử vong, mức nhập cư và mức xuất cư. Trong điều kiện môi trường thuận lợi thì sức sinh sản tăng, mức tử vong giảm và mức nhập cư cũng tăng, trong khi mức xuất cư thì giảm. Và ngược lại, trong điều kiện thiếu hụt nguồn thức ăn, nơi ở thì lúc bấy giờ mức sinh sản giảm, mức tử vong lại tăng lên, mức nhập cư thì giảm trong khi mức xuất cư thì lại tăng, và cuối cùng thì nó sẽ điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể. Tiếp theo là trạng thái cân bằng của quần thể. Khả năng tự điều chỉnh số lượng cá thể khi số cá thể của quần thể giảm xuống quá thấp hoặc tăng lên quá cao dẫn tới trạng thái cân bằng của quần thể. Khi đó, quần thể có số lượng cá thể ổn định và phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường. Như vậy, về mặt sinh thái, trạng thái cân bằng của quần thể là trạng thái mà số lượng cá thể ổn định và phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường. Trên đồ thị hình 39.3, chúng ta thấy là khi mà quần thể tăng trưởng thực tế theo đường cong hình chữ S, đến một lúc nào đó thì nó sẽ chuyển sang giai đoạn khi số lượng cá thể tăng lên cao một chút thì sẽ chịu tác động của các cái nhân tố sinh thái mà nó sẽ hạn chế số lượng cá thể lại. Nhưng khi nó có thể giảm đi một chút thì sẽ có tác động của các nhân tố sinh thái để mà làm tăng số lượng cá thể lên. Và tương tự như vậy, cuối cùng là nó làm cho số lượng cá thể dao động quanh cái mức cân bằng đó các bạn. Gọi là trạng thái cân bằng của quần thể, là trạng thái mà số lượng cá thể ổn định và phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường. Chúng ta lưu ý phân biệt trạng thái cân bằng của quần thể về mặt sinh thái và trạng thái cân bằng của quần thể về mặt di truyền nha các bạn. Về mặt di truyền thì trạng thái cân bằng của quần thể đó chính là trạng thái mà thỏa định luật Hardy-Weinberg, tức là tần số allele và thành phần kiểu gen không thay đổi qua các thế hệ. Như vậy chúng ta lưu ý là về mặt sinh thái thì trạng thái cân bằng của quần thể là trạng thái mà số lượng cá thể ổn định. Còn về mặt di truyền thì trạng thái cân bằng của quần thể là trạng thái mà tần số allele hay thành phần kiểu gen được duy trì ổn định. Như vậy nội dung về trạng thái cân bằng của quần thể đã kết thúc bài 39, sự biến động số lượng cá thể của quần thể. Chúc các em học tập thật là tốt nha. Thân ái chào các em.